À, đây là một cái IFO Hot Rod đang diễn ra nè các bạn. Thì ở đây mình đã commit vô 0,59 đồng LB token vào cái basic sale, và mình hiện đang nhận được 2.000 đồng Hot Rod. Và unlimited sale thì mình đang commit khoảng tầm 227 cái LB token. Thì Hot Rod mình đang nhận được là nó đang khoảng 118.000 đồng Hot Rod. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, và nó vẫn đang giảm dần. À, nó đang giảm dần bởi vì số lượng người tham gia vào cái Hot Rod này đang tăng lên, thì cái số lượng đồng này mình nhận nó sẽ bị ít lại. À, tổng số lượng commit là các bạn thấy thâu thù commit ở trên cái base sale hiện tại đó, nó đang là 500 mấy nghìn đô nữa. Đấy, và nó cứ tiếp tục tăng như vậy. Đấy, nó cứ tăng càng nhanh thì cái đồng mà mình nhận được thì nó càng ít. 500 mấy nghìn đô nó tăng rất là nhanh. Còn bên cái Unlimited Sale thì các bạn thấy là hiện tại total commit là khoảng tầm 43 triệu đô nè, hoặc 44 triệu đô. Đấy, số lượng này tăng rất là kinh khủng. Thế nên là các bạn thấy cái số Hot Rod Token mình đang bỏ khoảng tầm 40.000 đô ra để mình tham gia vào cái Unlimited Sale này mà cũng không xi nhê gì. Hiện tại đang nhận được đấy, số token Hot Rod to Receive á của mình nó đang giảm rất là nhanh. Đấy, chỉ còn có 16.000 mấy đồng thôi. Đấy, mọi người cứ tham gia càng nhiều thì số đồng mà mình nhận được càng ít lại. Đấy, tại nó chia tỷ lệ cho tất cả mọi người. À, các bạn cứ thấy cái đồng Hot Rod của mình trên Basic Sale thì mình nhận còn có 1.000 mấy thôi. Đấy, thì cái cách tham gia vào cái IFO trên PancakeSwap thì trên kênh YouTube Tôi Là Hoàng Hiếu thì mình cũng có làm cái video hướng dẫn đó rồi. Hoặc là trên cái website kungfubhb.com cũng có một cái bài viết hướng dẫn tham gia vào IFO. Thì các bạn cứ tìm đọc. Mình cũng sẽ để hai cái link đó dưới cái phần video này. Đấy, thì cái video này là mình quay lại trực tiếp một cái IFO nó diễn ra như thế nào trên PancakeSwap cho những bạn mới có thể như hình dung. Đấy, các bạn thấy không? Cái máy Hot Rod ở trên Basic Sale của mình bây giờ chỉ còn có 1.200 đồng thôi. Còn Unlimited Sale thì hiện tại đang có 16.000 mấy đồng. Thì mọi người cứ cầm bít vô nhiều thì cái số đồng mà mình nhận được đấy nó cứ giảm giảm đi hoài. Đấy, lên gần 50 triệu đô rồi. Ôi ôi, toàn là cá mập không. Trên Basic Sale thì tổng số lượng hiện tại đang là 790.000 đô. Còn trên Unlimited Sale thì hiện tại đang là 50 triệu đô. Đấy, một con số rất là khủng. Tổng hết cái này cũng hiện tại cũng đang khoảng 50 mấy triệu đô rồi. Tiền ở đâu mà lắm thế không biết. Để mình xem đi xem mà. Kiểu này chắc không nhận được bao nhiêu đồng Hot Rod nữa quá. Số lượng tham gia kinh khủng quá. Nó cũng ngang ngửa với mặc dù là chắc chắn là không bằng được cái sàn Binance đâu, nhưng mà PancakeSwap hiện đang là một trong những cái sàn tài chính phi tập trung, sàn có thể nói là mạnh nhất hiện nay trên blockchain. Nếu mà tính về lượt truy cập thì chắc chắn là các nền tảng như Uniswap thì cũng không có cửa để mà so lại PancakeSwap. Bởi vì cái lượt truy cập, nếu mà tính theo lượt truy cập thì lượt truy cập vào PancakeSwap hiện tại đang là gấp 2,5 lần Uniswap. Và có thể là con số này nó sẽ cày càng cách xa hơn nữa. Hiện tại theo mình biết thì là Uniswap tháng vừa rồi là khoảng tầm 10 triệu mấy lượt truy cập biết sai. Còn PancakeSwap thì là 25 triệu. Đây, thì nó gấp như vậy. Thì về cái PancakeSwap này thì nếu mà xét về lượng truy cập thì PancakeSwap là hiện tại đang là đứng ở thứ hạng 600 mấy ở nước Mỹ, và khoảng tầm
Mình không nhớ chính xác nhưng mà khoảng tầm là 1.000 trên thế giới, thì đây là một con số rất khủng. Mà Pancake Swap thì là cũng là một cái website cũng còn mới thôi, nó cũng không có lâu đời đấy, mà đã đạt được những cái chỉ số rất là cao. Mình xem hiện tại thì còn khoảng phải 1 tiếng, cái ly này nó diễn ra là sẽ là 1 tiếng. Ok, thì để mình tí nữa mình sẽ xem thử sau 1 tiếng coi mình nhận được bao nhiêu đồng, hay số lượng đồng mình nhận hiện tại đang là Hot Rod thì trên Basic Sale nhận còn có 707 đồng à, 600 mấy đồng à. Còn Unlimited Sale thì chỉ còn có mười mấy nghìn đồng đấy. Hay coi thì coi tí nữa 1 tiếng nữa còn bao nhiêu đồng thì mình cũng không hy vọng lắm, chắc cũng chẳng còn bao nhiêu đâu. À, kết thúc video tại đây. À, cảm ơn các bạn đã xem video. Thì các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ video để giúp cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn, và mình có thể làm những cái video mà bổ ích để chia sẻ đến các bạn. À, xin chào các bạn.